Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong quá trình tác nghiệp ở các trại giam, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều những gương mặt khác nhau, già trẻ, nam nữ, đủ lứa tuổi, tầng lớp và cá tính. Nhưng trong số đó, những gương mặt đẹp phạm tội luôn khiến cho chúng tôi day dứt hơn cả. Vì một sự thật, cái đẹp vẫn có thể ác, cái đẹp vẫn có thể xấu, bởi lằn ranh thiện ác quá mong manh nếu bản thân chúng ta không có ý thức giữ gìn. Trong chuyên mục phía sau bản án kỳ này, chúng tôi xin gửi tới quý vị chân dung một cô gái rất xinh đẹp. Không những thế, cô còn đang ở tuổi 18, lứa tuổi rực rỡ, tươi đẹp nhất của đời người. Lẽ ra cô có thể là hoa khôi của bất kỳ ngôi trường trung học nào, chứ không phải chôn vùi tuổi thanh xuân ở chốn song sắt, lạnh lẽo với bản án giết người. Năm 1998, Bùi Thu Hoài được sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Bằng Quân, xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Là con gái út trong gia đình, Hoài được cả nhà nuông chiều và nhường nhịn. Thế nhưng, càng lớn, cô càng bộc lộ cá tính mạnh mẽ đến mức khác người. Cho đến khi bước vào cấp 2, tính cách như con trai của Hoài đã khiến cô trở thành học sinh cá biệt ở trường phổ thông. Không hề chú tâm hay hứng thú với chuyện học hành, Hoài thường nhuộm tóc xanh tóc đỏ, rồi thường xuyên đầu trò bắt nạt bạn bè trong lớp. Cố học hết lớp 9 thì Hoài nghỉ hẳn, đi học làm nghề cắt tóc gội đầu. 15 tuổi rời khỏi ghế nhà trường, Hoài chủ động kết giao với các anh chị xã hội có bề dày thành tích chơi bời. Các đối tượng đầu gấu, đầu xanh, đầu đỏ. Bố mẹ nào cũng thương con, bảo con ăn học như thế nhưng mà không biết là cái gì nó mang đến cho em đó nó xảy ra nó như thế. Chứ bố mẹ nào cũng muốn học, bắt bố mẹ bắt con học, nhưng có phải là bố mẹ bắt con thế nọ thế kia đâu. Con thì không nghe lời bố mẹ thì nó không may nó xảy ra những chuyện như thế, chuyện đáng tiếc như thế, nên là sợ. Bố mẹ rất buồn, gia đình rất buồn. Mong ước tưởng như rất bình dị và tất yếu đấy của cha Hoài đã không thành hiện thực. Bởi Hoài là một cô gái vốn lương thiện, bỗng chốc chẳng cần thù oán, động cơ hay mục đích gì cũng có thể xuống tay làm việc ác và trở thành kẻ ác. Thế mới thấy, không có phạm trù lỗi lầm nào lại có lằn ranh mong manh như thiện và ác. Không có phạm trù đối lập nào có thể thay đổi số phận con người như thế. Lỡ bước qua lằn ranh để bị kẻ ác cuốn đi, thì đến tự do cũng không còn. Để rồi mang nỗi ân hận khôn nguôi. Không phải 99 mà cả 100% phạm nhân đều có chung một nỗi niềm ấy. Nỗi ân hận dày vò tiếc nuối và dằn vặt bản thân vì đã không giữ được cho mình lương thiện. Nguyên cớ có thể khác nhau, người vì lòng tham, người vì lòng oán hận, người vì nông nổi, người lại vì ganh đua. Nhưng chỉ vì bênh vực đàn em mà phạm tội, như trường hợp của Hoài thì thật quá đáng tiếc. Kém Hoài 1 tuổi, Đào Thị Linh, nữ sinh lớp 8 ở xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Linh chịu khó học hành và luôn đạt được thành tích cao trong học tập. Không chỉ học giỏi, Linh còn xinh xắn, chăm ngoan. Từ bé là nó ngoan rồi, nên là học thì giỏi, nên là tôi rất quý nó. Đặc biệt là còn quý hơn mẹ nó cơ. Mẹ nó có khi còn không hợp con gái của tôi. Từ bé biết tính nó là con này nó nhanh mà giỏi.
Nhất là về nấu cơm là cứ bố mẹ trước đây có vợ giờ phải đụng đến cái gì phải nấu ăn đâu. Có thể còn có lúc còn đưa tiền cho nó đi chợ được cơ mà. Nó tự đi nó xoay món được, chứ nó không phải bố mẹ phải đi mua đồ ăn về để đấy. Chỉ có điều, tính tình Linh hiền lành và có phần khép kín, nên trong mắt một số bạn bè đố kỵ thì đó là sự kiêu kỳ, khó chịu. Điều đó trở thành mâu thuẫn giữa Linh và hai nữ sinh cùng trường là Nguyễn Thị Yến và Vũ Thị Diệu, khiến hai bên liên tục xảy ra va chạm, cãi vã. Những câu chuyện mâu thuẫn do ghen ghét đố kỵ kiểu như vậy hầu như ở trường nào cũng có. Và những tưởng nó chỉ là cho con nít tuổi ô mai ương dở mà thôi, nên không ai ngờ rằng án mạng có thể xảy ra. Để kết thúc mâu thuẫn giữa Linh và hai bạn Yến Diệu, hai bên hẹn gặp nhau để giải quyết. Hộ Tống Linh có khoảng chục người là bạn bè của cô bé, còn phía Diệu và Yến cũng có nhiều người trợ giúp. Vốn quen biết từ trước, Diệu liền gọi điện nhờ vả Hoài. Em quen một người trong đấy thì người ta chỉ là nhờ em đi, rủ em đi chơi thôi. Sau đó lúc đi đường thì mới bảo em là có một vụ đánh nhau thì đi ra can ngăn hộ. Vậy thì lúc mà đến nơi thì do lúc đi đường gọi điện thì chửi người kia chửi em nhiều quá nên là em cũng cảm thấy ức chế, vì lúc đấy là mình còn trẻ, mình không thể chịu đựng được ai động chạm đến mình. Khi lên đến điểm hẹn, thấy nhóm của Linh toàn những gương mặt non choẹt, Hoài biết là đè được nhóm đối phương nên xông vào đánh phủ đầu. Đào Thị Linh bị đánh dúi dụi, chỉ còn biết đứng im chịu trận, yếu ớt giơ tay chống đỡ. Rút chiếc giày đang đi ở chân, Hoài buộc chúng vào gáy nạn nhân. Chỉ nghĩ là bạn bị trúng gió, thì mình đã lúc ở hiện trường mình đã hô kiểu sơ cứu qua, cũng bấm huyệt các thứ cũng qua rồi, nhưng mà không thấy bạn tỉnh lại thì đưa bạn lên luôn bệnh viện. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến cuối ngày Đào Thị Linh đã từ trần do xuất huyết não. Rồi lúc đấy thì tôi ngất mấy tiếng, còn vợ thì còn bị coi như không biết gì luôn. Ông chú nó còn ngất lâu hơn tôi, cái chú ruột đấy. Vợ chồng tôi sửng sốt nên đi tìm cháu có thứ, thì sau khi nghe chuyện thực tế cái thì vợ chồng tôi đã ngửa ra đêm đấy cũng chả còn có không còn tâm trạng nào để nghĩ cả. Thì bây giờ cháu nó như thế rồi. Mình cũng phải cố mà đứng lên mà mình làm thôi, chứ giờ nó mất rồi có kéo được lại nữa đâu. Đấy. Tôi cũng đều chồng bảo vợ bảo chồng, động viên nhau thôi, chứ cũng chẳng có cái gì tất cả. Đi làm thật, nhưng mà về đến nhà hai vợ chồng nhìn nhau lại, cứ nhìn nhau thì lại buồn rầu, xong mẹ thì dấm nước mắt, tôi để an ủi, cho nên là thực sự cũng chả nói thế nào được, thôi chỉ đành chấp nhận. Con thì không nghe lời bố mẹ thì nó không may nó xảy ra những chuyện như thế. Lĩnh án 9 năm tù về tội giết người. Có lẽ giờ đây, khi đã thụ án được hơn 2 năm, cô bé này đã quá thấm thía tội lỗi của mình. Ở tuổi 18, khi mà tâm hồn con người ta thanh tân nhất, lẽ ra Hoài phải được bay nhảy ngoài bầu trời tự do kia để hưởng thụ và cống hiến. Thế nhưng, chỉ vì một cái gật đầu, một động tác vung tay, Hoài đã tự tước đoạt tương lai của chính mình. Có gia đình, có mẹ cha mà chẳng thể đoàn viên sum vầy, có nghề nghiệp mà chưa kịp hành nghề. Cuộc đời của Hoài bây giờ là những tháng ngày lao động, cải tạo, lặp đi lặp lại. Tương lai của Hoài trở nên mơ hồ bởi nẻo về còn xa vời vợi.
Nhiều đêm thì những giấc mơ nó đến cảm thấy sợ hãi và sợ sệt rất chi là nhiều. Cứ nhắm mắt vào là nghe đến những cái tiếng kèn, kèn đám ma, để cho mình cứ hãi, hãi suốt trong bao nhiêu một thời gian dài. Điều mà em để mà phải hối hận, mà phải ăn năn nhiều nhất khi em gây án là không được xin lỗi nạn nhân, không được thắp nén hương nạn nhân lần cuối. Không chỉ cướp đoạt đi mạng sống của cô bạn không thù không oán, Hoài đâu biết rằng cô còn cướp đi nguồn vui sống của những người rứt ruột đẻ ra Linh. Từ khi mất con gái, người cha này đã sống một cuộc sống buồn nhiều, vui ít. Cười đấy, nói đấy, nhưng một phần cõi lòng đã chết theo con. Nỗi đau ấy không bao giờ có thể xoa dịu được. Mất mát ấy không gì có thể bù đắp được. Trong khi đó, bố mẹ Hoài dù không mất con theo cách âm dương ly biệt, nhưng chứng kiến con phạm tội phải chịu án ngồi tù mà không thể làm gì được, cũng còn gì đau xót hơn. Không những thế, mẹ Hoài còn bị bệnh tật hành hạ. Bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn leo lét như ngọn đèn trước gió. Em cảm thấy hối hận và muốn xin lỗi mẹ em được một lần đó. Kể cả tất cả mọi người nữa. Em muốn xin lỗi mẹ nhiều lắm. Khi ở trong điện thoại thì em được nói rồi. Còn lúc gặp thì 4 tháng trước mẹ em mới lên gặp em cơ. Nên là không nói. Chỉ khi gọi điện về thì em nói xin lỗi mẹ thôi. Mẹ em đáp lại cái lời xin lỗi đó như thế nào? Lúc ấy mẹ em hình như là vẫn đang đau. Khi lúc ấy là cơn đau mẹ em lại lên. Thì mẹ em chỉ thôi, con không phải suy nghĩ gì, mẹ em chỉ nói như vậy thôi. Thế mới thấy, những mâu thuẫn tưởng như nhỏ nhặt giữa các em học sinh với nhau trong học đường, nếu không được định hướng ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra hậu họa khôn lường. Dù chỉ mới đi được 1/3 chặng đường của bản án 9 năm tù, nhưng với chừng ấy thời gian cũng giúp Hoài tĩnh tâm suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Từ đó, thận trọng hơn trong mỗi hành vi ứng xử. Hoài của thời điểm hiện tại đã không còn bốc đồng, nông nổi như xưa. Thay vào đó là hình ảnh một cô gái điềm tĩnh, cứng cỏi, đã biết nghĩ đến những người xung quanh. Ân hận về những gì đã qua, khát khao được làm lại cuộc đời cùng với mong muốn được bù đắp những tổn thất tinh thần cho hai đấng sinh thành chính là động lực để Hoài ra sức học tập cải tạo. Trong tất cả những lá thư mẹ viết lên cho em thì mẹ nhắn viết là con phải cải tạo thật tốt để nhanh chóng trở về với bố mẹ và gia đình. Mẹ chờ con. Để mà giáo dục được cái phạm nhân Hoài này trở thành một con người lương thiện thì tôi cũng phải rất là gặp không ít khó khăn. Thì tôi cũng phải nghiên cứu hồ sơ và tìm hiểu những cái tâm tư nguyện vọng, những cái hoàn cảnh gia đình và cái thái độ cải tạo của phạm nhân đó như thế nào. Và hiểu được là cái tính cách của phạm nhân đó như thế nào thì từ đó thì mới có những cái phương pháp để giáo dục và cải tạo làm sao mà phạm nhân Hoài mà nhận thức được những cái hành động của mình trước kia là sai và cần phải sửa chữa và phải lấy cái mục tiêu là con đường cải tạo
là cái con đường sớm nhất để mà có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Giữa lúc niềm khát khao hướng thiện đang trỗi dậy mạnh mẽ, thì Hoài phải đối diện với nỗi đau sinh ly tử biệt. Sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư, mẹ Hoài đã chút hơi thở cuối cùng, mang theo bao niềm tiếc nuối khôn nguôi về đứa con gái đang trong vòng lao lý. Hoài đã cố gắng chạy đua với thời gian, lao động cải tạo bằng 200% sức của mình. Những mong được một lần vẹn đạo làm con, điều ước không thành khiến Hoài buồn đau một thời gian dài mới gắng gượng được. Em bị sốc, không thể chịu được nữa, đi cũng không lực vững. Nghe tin một cái này, em không nghe thấy tiếng gì cả, ù tai cả mẹ chóng mặt. Lúc đấy là có chị em ở trong đội cùng trong buồng ra đợi em vào. Hoài là phạm nhân trẻ nhất đội em, và em hoàn cảnh cũng bây giờ thực ra thì cũng rất là khó khăn ạ, và mẹ Hoài mới mất ạ, nên là em cũng thường xuyên ở bên cạnh để động viên Hoài ạ, để cố gắng cải tạo, mong làm sao để em nó sớm được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước để được trở về bên gia đình ạ. Không còn mẹ, có thể Hoài sẽ mất đi một người thương yêu, quan tâm, lo lắng cho em. Nguồn động viên tinh thần cũng vơi đi một nửa. Những lá thư tay cũng sẽ vơi dần, vì cha Hoài không quen thể hiện tình cảm. Song những cán bộ quản giáo và những người bạn cùng cảnh vẫn tiếp tục đồng hành và vun đúc cho khát khao làm lại cuộc đời của em. Không còn mẹ nhưng vẫn còn bố. Sau này thì em chỉ muốn là cải tạo thật tốt, nhanh nhanh để về với bố. Vì mẹ không còn ở bên cạnh bố nữa rồi, thì em chỉ muốn là về với bố để cho bố yên tâm, không phải lo nghĩ gì về em nữa thôi. Bố vẫn đợi em về. Đã biết suy nghĩ thiện lương và còn có mục đích để phấn đấu, hẳn sẽ hướng phạm nhân trẻ tuổi này đến những hành động tốt đẹp. Khi đó, ước vọng được hòa mình vào bầu trời tự do chắc chắn sẽ không quá xa xôi. Thưa quý vị và các bạn, phạm tội đã là một bi kịch, phạm tội khi vị thành niên còn bi kịch hơn gấp nhiều lần. Vậy mà nhân vật của chương trình lần này đã phạm tội khi vị thành niên lại còn không chủ ý và không lường trước được hậu quả thì thật là đáng tiếc. Tiếc cho tuổi thanh xuân của Hoài bao nhiêu, lại càng thương cho nạn nhân trong chớp mắt bị cướp đi sự sống. Đó là chưa kể đến bao người thân của các em không biết còn chịu đau khổ đến bao giờ. Tất cả chỉ vì những va chạm mâu thuẫn rất nhỏ trong học đường, nhưng vì thiếu kỹ năng sống, thiếu sự quan tâm của người lớn mới dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đây là một thực tế chúng ta buộc phải thừa nhận để sát sao hơn nữa tới tâm lý tình cảm của con em mình, kịp thời giải quyết những mầm họa
của bạo lực học đường để giảm bớt tối đa bi kịch có thể xảy ra. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Phía sau bản án của Truyền hình Công an Nhân dân đã hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.